thổi nhiêu bơm nè anh Trí, anh Tháo để cái mùi lên nè, để cái mùi lên nha mà nè, mùi chạy bằng cơm đó, mùi chạy bằng cơm chạy bằng cơm mà không bao giờ hư. Ồ đó một bên mấy cái microphone cũng tắt hết chưa, đẹp quá sự. Để hai cái này nữa là khỏi no luggage chứ, không còn cái gì để no luggage, không còn cái gì mà để lên nữa, đẹp quá. Cái tiếng nổ phải đam mê nghe mấy nè, tiếng nổ phải đam mê, quá đẹp quá hay. Nó có cái pin vô cái lỗ của nó, hai bên vô cái lỗ là lắc lại. Thêm hai cái miếng này nữa là 100 ngàn đô nha mấy anh em. $100,000 mà mở cái rút lên được là 100 ngàn đô đó. Đúng rồi, cái đuôi này luôn không quá mà. Đúng rồi. Nó mà con đang làm hay thì làm không thấy luôn. Nè, nhìn kỹ mới thấy, nhìn kỹ mới thấy mình thấy từ trước đặt chỗ nào thì mình thấy. Một cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm mà. $63,000 đô la mấy anh. Hai cái rút, hai cái miếng ở trên 100 ngàn, cái đuôi 63,000. Oh my god. Ok, let's go eat. Let's go eat, brothers. À, đi vô ăn cái. Nó nổ như bom đã thiệt. Chạy. Lúc đi ăn ra thấy rất nhiều người, người ta quay phim trên những xe đẹp này. Người ta quay phim chụp hình quá trời luôn. Anh Sơn, phát biểu cảm tưởng sau khi anh chạy với 12 máy, một đầu 12 máy của YouTube đó. Rất là vui. Rất là vui mà anh em mình hân hạnh được có cơ hội chạy cái dịp này, thật sự là được có cơ hội cái chạy dịp này á, rất là sung sướng cuộc đời luôn, rất là sung sướng cuộc đời. Tôi ghét ông áo cam đó, ông nổ bum 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 bum. I love it man, ông nào cũng vậy. I love it. Ông nổ như bom luôn nè, sao đã thiệt chứ. Chiếc nào chiếc nấy khè, ban ngày mà thấy lửa nè, ban ngày mà vẫn thấy lửa nè. Mấy chiếc này ghê rồi chứ. Đẹp quá nghe mà nè. Không có chiếc nào không đẹp, không có chiếc nào nổ không hay hết nha. Quá đẹp, quá hay. What? Listen when it start up, you hear amazing sounds, okay? It's only from the beginning, when it starts, when it starts. All cars, it's gonna be amazing sound, man. Amazing. Thank you so much brother. Thank you so much. Appreciate. Cái anh này nói một câu nghe rất là mát lòng, anh nói tất cả cảm ơn tất cả những anh em đem những chiếc xe đẹp của thế giới đến đây để cho người ta chiêm ngưỡng. Nghe nói một câu rất là mát lòng. Yeah, amazing. So so nice. Oh my god. Nó quay sẽ dính vậy. Hello anh đẹp trai, Quảng Đông, Quảng Đông. 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 Fast and Furious 5. We make Fast and Furious right here. You hear, give us a couple of minutes, you hear the sound. Even sounds better. No, next week on our channel. Hey, you check out the Koise channel. That's right there. You see all Lamborghinis and stuff, man. Yeah. Remember the YouTube Koise channel. You see it. Yeah, you want to, let me write that down, man. Yeah. Take a picture. Take a picture. Easiest way. Take a picture. That's my work phone. Let me do it my personal. All right. And also the Beat Writers US. They want our logo over there. You check it out. You say you love it, bro. You're gonna love it, man. You're gonna love it. You see all the action and stuff. Yeah. You're gonna see us here today on the TV one day, okay? That's in the short future, next week, you're gonna see you on TV. Nice, man. Yeah, check out Koise channel. Amazing channel. Yeah, I'll check it out. A lot of people follow him. Like those home channels. Yeah. No, Linh Hùng. Okay, yeah. Mới chọn làm cái gì đây, nó chắc rồi. No, Linh. Anh nói em đóng tránh rồi, quà mới ra nè. cái đó tập sau em, cái đó tập sau này về xe. Còn về và... Đóng tránh quà mới ra. Đóng tránh rồi, quà.
nhân viên đào tạo thì quý quà mới ra. Wait and listen to this. You're gonna say, "Oh, this car sounds better." You see it? You see it soon, man. In few minutes, you're gonna say this car sounds better, way better. Yeah, heck yeah. What's done to it? Oh, he did everything. I mean, that guy, he rebuilt car. You see? Go make your videos. We talk after. Go make your videos. Alright, the next one. Gone. The next one. Yo, I don't know why. Da. That's one. Đam mê quá tuyệt vời, thank you, quá tuyệt vời. Come on, let's go in the car, let's get in the car. Đẹp quá con trai. Ê cô, chịu không nổi, đam mê. Đó, thích hai vợ chồng chịu chơi là vậy đó. Vô con trai. Đó, hai vợ chồng chịu chơi lắm. Đó, hai vợ chồng rất là chịu chơi. Sao?
dữ dội. Đây là chuyến lái xe đã nhất trong cuộc đời của mình á. Cảm ơn mấy anh em khối xe, mấy anh em kết nối đam mê của rất nhiều tiểu bang đến để cho mấy anh em mình ở đây có một cơ hội chạy chung với Supercars. Nói chung cảm giác rất là sung sướng, rất là đã. Không bao giờ quên chuyến đi này, rất là tuyệt vời luôn. The best drive of my life, man. Unbelievable, sung sướng quá. Thank you so much. Dữ quá, đẹp quá.
mới đẹp quá. Đầy khoái quá, ra ra hỏi. Thò đầu ra hỏi. Xe mới tan có màu mới luôn, đẹp quá. Nói đầm mê này. Vô đi em, vô em trai, vô em trai.
Sấm sét. Nó quạt cái điện thoại muốn rớt luôn, nó quạt cái điện thoại sao muốn ngã luôn. Quá dữ quá dữ. Quá dữ quá dữ. Quá dữ. Thank you, thank you. Quá dữ quá dữ. Phải mê làm hồn không? Phải mê lên bồn hả? You have to love it man, you have to love it. Mà anh lụt gớm. Ở ngoài này cỡ nào không nghĩ lý gì đó. Ở ngoài này đổ vô cỡ nào không nghĩ lý gì đó là nó đụng với nó. Ghê chứ. Hey, you're the man my brother, you're the man man. Nó ghê chứ. Oh my god man. Oh my god. Mình chạy trên đường rất là nhiều, tối về chạy ngủ được mấy tiếng là nhắm mắt lại thấy nguyên đồng hồ có xe cắt trước mặt luôn. Quen luôn, quen luôn. Thì ở đây mình xin thay mặt anh chị em khói xe cảm ơn tất cả anh chị em Việt Riders rất là nhiều. Có một cái buổi đón rất là nồng nhiệt. Thì làm cho cái nỗi mệt mỏi của mình đó, nó tan biến hết rồi. Bây giờ chỉ biết vui thôi. Và đặc biệt nữa là cảm ơn tất cả anh chị em đến từ những tiểu bang khác ha. Bỏ hết công ăn việc làm rồi đến đây để chung vui với lại anh chị em Việt Rider và Khối Xe. Một lần nữa cho mình cảm ơn rất là nhiều. Và em hát tặng anh chị em bản bài nhạc Gõ Cửa ha. Yeah. Thank you mấy anh em Khối Xe với những anh em ở rất tiểu bang rất là xa nha, đến chung vui cùng Việt Riders. Cho mấy anh em Việt Riders một cơ hội chạy chung trên highway với những cái supercar, make it so amazing day, you know. Cảm ơn rất nhiều nha. Còn anh Trí Khối Xe là ca bản nhạc nào không cho nghe đâu, để từ từ lên nghe sau ok. Thank you for watching, love you, thank you so much.